Hoàn cảnh cô ấy như thế đấy ạ. Chuyện thời này mà cứ như là chỉ có ở trong phim thôi nhỉ. Thôi được rồi, cứ ở đây làm việc với Hạnh cho vui. Tốt quá rồi đấy. Anh nhận em vào làm việc thật đấy ạ. Chỉ cần anh hướng dẫn, làm việc gì em cũng làm được ạ. Thế đưa căn cước công dân để tôi làm thủ tục. Ở đây họ kiểm tra gay gắt lắm. Vâng ạ. Lơ mơ là họ phạt ngay đấy. Để rơi ở đâu rồi? Tôi có thời gian để đùa nhá. Tôi có đùa với anh đâu ạ? Bỏ rơi. Đánh rơi ở chỗ đấy rồi. Trời ạ, tao không biết số mày bao giờ mới hết khổ nữa. Chỗ đấy là chỗ nào? Chứ rơi ở quê là tao bó tay đấy. À, chị ơi, địa chỉ đây ạ. Em rơi ở chỗ này ạ. Chú ơi, để xem này. Cái địa chỉ này quen quen. Hình như tôi đã đến đây rồi. Thôi bây giờ thế này, tôi sẽ chở em đi để xem là có đánh rơi ở đó không. Vâng ạ. Chú lấy xe cháu mà đi ạ. Rồi. Nào,